Không thực hiện. Dạ vâng. Không sợ gì nào luôn. Đấy đúng là một câu chuyện hồi bé của em. Tức là lúc em mà lớp 2, lớp 3 gì đấy. Có nghiện game. Có chơi game nhưng mà em bỏ học chơi game. Đúng. Thế là bố mẹ mua máy tính về là bắt ăn ngủ với game trong vòng 3 tháng. Từ đấy trở đi em không dám chơi game nữa. Không chơi game gì? Em ngày trước chơi mấy game headline rồi mấy game offline thôi. Thôi không chơi nữa cho đến khi tôi bị đánh bại.